bắt đầu em có thể vào tổng hợp chứng từ nghĩa vụ khác để hạch toán cái số vốn điều lệ cần phải góp thêm của các cổ đông. Hiện tại số cũ của em đang là 9.099.000, đúng không? Vâng. Mà mình thành lập là ngày 28 tháng 10, thì em cứ tính tròn 3 tháng là 90 ngày đi. Quan tâm số liệu đấy và mình cho hạch toán và phải thu khác 1388. Cái số còn thiếu là tầm 1 tỷ mấy đấy, đúng không? Như này là ok, em giữ nguyên cho chị con số 9099 rồi nhá. Bắt đầu em có thể vào tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán cái số vốn điều lệ cần phải góp thêm của các cổ đông chẳng hạn. Phần hai cái lương này là xóa luôn. Em bỏ ghi xóa đi, bởi vì năm này mình chưa đóng bảo hiểm, chưa có doanh thu. Những người này đang ấy thì có coi như là năm 21 em chưa chi trả lương nhé. Vâng. Thế nhưng mà năm 21 em có nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân không nhỉ? Tờ khai ấy. Tờ khai để em vào kiểm tra. Tại vì nó còn liên quan đến tờ khai thuế thu nhập cá nhân nữa cơ. Nếu như mà đã nộp rồi thì mình để nguyên con số đấy cũng được em ạ. Hình như là nộp rồi chị ạ. Cứ mở lên tra cứu xem, nếu mà nộp rồi thì em cứ để nguyên con số đấy, hoặc là mở lên chị xem con số đấy hợp lý hay chưa. Môn bài này, môn bài mình được nộp tờ khai thôi, còn được miễn thuế đúng không? Thì thôi, bây giờ em mở ví dụ như là tháng 3 năm 22 chẳng hạn. Từ đầu tháng 1 cho đến tháng 3 năm 22, hoặc là cả năm 22 luôn được. Thuế thu nhập cá nhân quý 4 thì cũng rơi tháng 1 năm 22, 05KK nhá. Không thấy nộp tờ khai. Xong xem cuối năm có nộp quyết toán không? Không, cuối năm cũng không nộp. Thế thì đúng, em phải xóa lương thì mới đúng luôn nhá. Vâng. Nếu như bây giờ mà em đưa lương vào thì phải nộp lại bổ sung cái thuế thu nhập cá nhân ấy của hàng quý và cuối năm, quyết toán thuế cuối năm nữa, thì mình xóa là hợp lý rồi nhá. Nói chung là mình cứ làm em ạ, sau này để thử xem thuế thu nhập doanh nghiệp của em năm 22 thế nào nhá. Khi mình làm lại báo cáo tài chính ấy, làm lại tờ khai quyết toán thuế, nếu như giả sử như số thuế thu nhập doanh nghiệp của em phải nộp cao thì chị sẽ quay lại, có thể mình sẽ cân nhắc cái việc thêm chi phí lương của năm 2021, của 2 tháng cuối của năm 21 ấy, để mình có thể bù lỗ. Bởi vì em biết cái thuế thu nhập doanh nghiệp mình có thể bù lỗ cho năm trước mà, 5 năm trước liền kề mà. Thì tạm thời chị cứ để coi như là theo cái tờ khai báo cáo thuế mình chưa nộp thuế thu nhập cá nhân thì chị cứ bỏ ra đã nhá. Chị em mình cứ bỏ ra, sau này năm 22 mình làm lại, mình cần ấy, cần đưa vào để bù lỗ thì mình đưa vào sau. Ok nhá. Nếu mà đưa vào thì lại có một cái bất cập, đó là em nếu mà em nộp tờ khai quý ấy, là em bị chậm nộp rồi, chậm nộp cái tiền phạt ấy, thì thành ra mình vẫn bị phạt cái tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân ấy. Vâng, nhưng mà chị ơi, cái năm 22 em nộp cái thuế thu nhập cá nhân thì lại có kê khai của năm 21. Thì đấy là tờ khai quyết toán. Vâng. Đó là tờ khai quyết toán thì không bị chậm, nhưng mà cái quý 4 của năm 21 ấy, đúng không? Vâng. Cái quý 4 là cái chậm, cái quý đấy thà không nộp thì thôi. Coi như không phát sinh lương là không bắt buộc phải nộp là vẫn ok. Nhưng mà nếu có phát sinh lương mà mình lại không nộp, bởi vì năm 21 nếu có phát sinh lương mình vẫn phải nộp mà. Chỉ có cái năm 22 ấy là không phát sinh thuế mới không phải nộp thôi. Còn năm 21 ấy là theo luật là vẫn là có phát sinh lương nhưng mà không phát sinh thuế thì vẫn phải nộp nhá. Thế thôi, tạm thời mình cứ để đấy đã, lúc nào cân nhắc lại nhờ. Theo chị nếu mà mình cố gắng mình tăng cái chi phí lên của năm 22 để bù cái phần lương của năm 21 kia nhá, của quý 4 năm 21 kia, để đỡ phải tính cái chậm nộp của tờ khai thuế thu nhập cá nhân, được nhờ? Vâng. Ok. Bây giờ hạch toán cái dòng mới của cái góp vốn nhá. Số vốn điều lệ còn phải thu cũng được nhá. Được chưa? Đấy, mình ngày là cứ 31 tháng 12 năm 21 đi. Thì em sẽ nợ 1388. Đúng rồi, phải thu khác có 411 nhá. Nếu mình có các số tổng thôi, còn sau này em sẽ thu cho từng người thì em sẽ hạch toán riêng như những cái dòng của năm 22 lúc nãy em mở ấy nhá. Thành là 1.001.000.000 đúng không? Em trừ đi là số còn phải thu là 901.000.000. Ok. Thì sang năm 22 em góp đủ thì em sửa một tí ở năm 22 cho chị nhá. Đó, ok, thế được rồi. Đó, còn bây giờ em năm 22 thì em sửa nốt cho chị nhá. Là em vào thu những cái phiếu kia nhưng mà định khoản khác một chút. Rồi, em sẽ tích cho chị một phiếu đại diện nhá. Còn những phiếu kia có thể về nhà em làm cho chị nhá. Em làm thì sửa chị cái phiếu một vài phiếu. Rồi, em bỏ ghi sửa. Nợ 112 có 1388. Phần hệ nó chưa sửa phần hệ để em. Cài đặt đấy đúng không? Đây hệ thống này, hệ thống này. Tùy chọn này. Đây, em bỏ cái này này nhá. Bỏ cái ô hạn chế tài khoản khi nhập số liệu ấy nhá. Vâng. Là em sẽ không bị hạn chế nữa. Cắt. Lưu. Lại thêm cái này nữa đúng không? Vâng. Cái phần mềm này nó không được thông minh cho lắm. Không, chị thấy cơ bản 90% cũng giống Visa rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Cái này để em hỏi lại bên phần mềm để sửa tài khoản ở đâu. Được. Em nốt ở đây. Về nhà em điều chỉnh lại cái phiếu. Sửa ở đây không được rồi em. Tích vào đây sửa không được à? Nó không lưu tờ phiếu được ạ. 388. Nó không có dữ liệu tài khoản để nó lưu. Rồi, thế tí nữa về em sửa lại nhá.
em hủy bỏ cũng được, em cứ sửa về 411 lại đi nhá. Tí nữa về nhà em sửa hết cho chị cái 411 này ra này, thì cái số dư của 1388 nó sẽ hết số dư vào cuối năm 22 em nhá. Phân bổ tất cả những cái dòng tiền này vào cái 1388 đúng không chị? Đúng rồi. Tức là mình hạch toán đổi cái đảo cái định khoản lại là nợ 112 có 1388, bởi vì 411 mình không động nữa. Cũng đủ rồi mà. Nhá, nó đủ, em cứ xem báo cáo của năm 21 là nó đủ 411, đã đủ 10 tỷ rồi đấy. Vâng. Như này mình chưa sửa thành ra nó vẫn dư ra 901 triệu này. Rồi, em hiểu rồi. Ừ. Vâng. Thì khi đó cuối năm 22 thì 1388 sẽ hết số dư. Vâng. Được chưa? Ừ, ok. Thế là xong cái nghiệp vụ này, về em sửa buổi sau chị kiểm tra nhá. Vâng ạ.